đầu. Dạ, chào bác và chào chị. Tôi là giao vụ ở trong ban báo chí của đền thánh mẹ La Vang Las Vegas. Rất hân hạnh được gặp bác và chị ở đây. Trước tiên xin bác và chị vui lòng cho biết quý danh và bác và chị tới từ đâu ạ? Tôi thì năm nay là 83 tuổi. Tôi thì năm nào có thể được tới sẵn để La Vang. Vậy thì bác và chị đã từng tới đây nhiều lần đó, thì không biết là cảm tưởng của bác so sánh với những lần trước đó, thì lần này bác cảm thấy như thế nào? Lần nào mà tới đây á, nếu mà sang năm đó chúng tôi sẽ làm được những cái gì mà thay đổi tốt đẹp hơn để mà tiếp đón khách hành hương khắp Nam Châu, hy vọng như vậy và những cái bang khác tới đây rồi sẽ đông lắm. Nghĩa là vì thầy nhân này đầu tiên tôi được nhiều thông tin của mẹ. Vậy thì rất là cảm ơn cái thời gian quý báu của bác và chị đã tặng tôi là cảm ơn bác.